Vâng, em Việt Trường Radio xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Vio Shop Việt Trường Radio. Và video ngày nay Việt Trường Radio lại giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Acophay. Tiếp nối video ở trên đã giới thiệu những sản phẩm vừa cập bến Việt Trường Radio, thì video này em giới thiệu chiếc đầu CD Acophay DP550 Line New, hàng đẹp xuất sắc tại Việt Trường Radio. Tình trạng mới trên 95-96%, gần như chưa sử dụng. Và điểm thiếu sót duy nhất của em nó là về không còn thùng xốp thôi. Còn lại em nó có đầy đủ phụ kiện zin đi kèm như là catalog, điều khiển zin, dây nguồn zin đi theo máy. Và đây là một sản phẩm mua trực tiếp từ siêu thị Nhật về đường máy bay. Vì vậy nên nó là một trong những sản phẩm tuyệt đẹp, tuyển chọn không tì vết. Và em cam kết bảo hành dài hạn cho quý vị và các bạn. Sản phẩm đầu CD DP550 của Acophay là đầu CD cao cấp thuộc top đầu của hãng Acophay, có chất âm chi tiết cũng như có đầy đủ tính năng cao cấp ở trên một chiếc đầu CD hiện đại cần có. Có thể đọc được cả đĩa SACD kết hợp cùng với lại DAC cực kỳ chất lượng qua các cổng kết nối như Coaxial và Optical, là những đường cơ bản chuyển đổi từ Digital sang Analog. Và chúng ta sẽ có thêm đường USB 2.0 giúp trải nghiệm của quý vị và các bạn thêm ấn tượng, và chuẩn DSD khi quý vị và các bạn kết nối qua đường USB 2.0. Chiếc đầu CD này ghép với các dòng âm ly cao cấp của Acophay tạo nên một combo nghe hay và bầy đẹp. Với chiếc đầu CD Acophay DP550 hiện tại ngày hôm nay tại Việt Trường Radio, cũng như là đã giới thiệu tới quý vị và bạn nhằm mừng cách mạng tháng 8 cũng như ngày quốc khánh của đất nước Việt Nam, thì em cũng đang chạy chương trình với mức giá không lợi nhuận, giao lưu cùng quý vị và bạn mức giá cực tốt cho chiếc đầu CD Acophay DP55 này, với mức giá chỉ ngang ngửa với lại chiếc đầu CD Acophay DP450 hàng Line New. Thì đây là một món hời thật sự và một mức giá không tưởng để quý vị và bạn có thể tham khảo, chỉ 86 triệu đồng cho chiếc đầu CD Acophay DP550 thôi ạ. Vì vậy nên một mức giá cực tốt như vậy, bảo hành chính hãng dài hạn, thì mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như giao lưu qua sản phẩm audio, kính mong quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua Việt Trường Radio Hà Nội. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng em quan sát chi tiết chiếc đầu này về độ mới và độ hoàn thiện của máy, cực kỳ đẹp và cực kỳ sắc nét cho chiếc đầu CD Acophay DP550. Những chi tiết máy gần như là mới cứng, chưa hề có dấu hiệu sử dụng, hàng chuẩn chỉ, chưa sử dụng tại thị trường Việt Nam, để quý vị và bạn an tâm sử dụng. Và em xin cam kết và cũng như bảo hành để quý vị và bạn có thể an tâm. Và em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.